Xin chào mọi người đã quay lại với video này và nối tiếp câu chuyện về tôi, một con cá mập được lớn lên từ khu đầm lầy. Tôi là GNDTT, con cá mập nuôi ước mơ trả thù con người vì đã sát hại mẹ của tôi. Và anh em chưa xem thì nên xem tập trước đi. Chính bởi vì nuôi ước mơ trả thù to lớn nên tôi đã cố gắng để tiến hóa mạnh mẽ nhất. Tôi ăn rùa, ăn các loại cá nhỏ hơn, tấn công cả cá sấu. Thật ra thì không thành công lắm, con cá sấu nó hơi khoai và có được bộ da cá mập hổ màu đỏ đầy kiêu hãnh. Và rồi, sau hàng loạt sự cố gắng đó, anh em vẫn xem video của tôi mà không bấm đăng ký kênh. Trời ơi, chỉ có khoảng hơn 20% người đăng ký kênh của tôi thôi. Còn lại là 80% người xem có bấm đăng ký kênh của tôi đâu. Hãy bấm đăng ký kênh, bấm thích video để chúng ta vươn tới con số 600.000 người đăng ký nhá. Nào, hành trình trả thù con người phần 2 bắt đầu. Thật ra thì sau khi tôi phát hiện ra ở khu đầm lầy này có cá sấu, tôi đã rất cố gắng để có thể tiêu diệt được chúng, trở thành vua của biển khơi. Hơn nữa thì tôi phát hiện ra là đường bơi ra thành phố bị chặn bởi một con cá sấu rất là to khỏe các bạn ạ, cấp 15, trời ơi, trong khi tôi mới có cấp 5 thôi. Nhưng mà điều may mắn là tôi đã tìm ra một nhà hàng trên mặt sông và tôi thấy chỉ cần đi theo những dấu vết là có thể tìm ra được một con đường khác dẫn tới dấu vết của con người. Nhưng mà trước hết thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em một con game này. Và đây là con game có tên Ngự Kiếm Sinh Tồn. Tại nơi đây anh em sẽ hóa thân thành lữ hiệp tu tiên, dấn thân vào hành trình tiêu diệt yêu quái cùng với những người đồng hành cực kỳ bá đạo như nữ kiếm sĩ Thẩm Thanh Âm, hòa thượng Long Đình và thêm đại sư tỷ Nhược Tuyết. Ở cái nơi có tên là Lục Địa Cửu Châu huyền bí này, nơi các vị tiên hiệp và ma đạo đối đầu cả nghìn năm, và chính anh em sẽ được hóa thân thành cái thằng main chính trong cái con game này, trên tay cầm một thanh cổ kiếm có tên là Ngự Phong Kiếm, nghe khá kiếm hiệp ấy. Anh em sẽ bắt đầu một hành trình tiêu diệt yêu quái và đồng hành cùng anh em sẽ là một mỹ nữ Thẩm Thanh Âm, một kiếm sĩ có tay nghề cao và dáng người thanh thoát Long Đình, một hòa thượng làm chủ được sức mạnh sấm sét, đại sư tỷ Nhược Tuyết lạnh lùng với sức mạnh băng giá. Ngự Kiếm Sinh Tồn với hệ thống gameplay rất nổi bật, cực kỳ đáng chú ý như là hệ thống tu luyện một cách rất chân thật và chắc chắn sẽ mang đến cho anh em một trải nghiệm roguelike độc đáo, nhiều cách kết hợp lối chơi với nhau và hàng trăm loại vũ khí tăng cường đáng kể về sức mạnh, vô cùng đa dạng. Không những thế, anh em còn chiêm ngưỡng những khung cảnh tráng lệ và một cốt truyện sử thi. Nào, anh em còn đợi chờ gì nữa? Hãy đến ngay với Ngự Kiếm Sinh Tồn và đừng quên tải game trên iOS và Android qua đường link dưới video. Tôi sẽ để link ở đây và đợi các anh em ở Lục Địa Cửu Châu. Đây này, anh em xem, có mấy cái ngôi nhà rõ ràng là xây ở đây nhá. Nhưng mà này, tôi kiểm tra rồi, không hề có một con người nào ở đây cả. Tôi đang suy đoán là một là những con cá sấu ở đây đã sơi tái họ rồi, hoặc hai là họ đã di rời đi chỗ khác. Đây đây đây, các bạn xem cái này đi. Lần mò theo cái tung tích thì tôi tìm ra được một cái con đường để tiến tới nơi ở của con người. Thành phố đã hiện ra trước mặt rồi, nhưng để thử sức mạnh của mình thì tôi sẽ tìm một con cá sấu và chiến đấu với nó. Luyện tập đến giờ phút này là quá đủ rồi, mình phải đối mặt với nó một lần xem sao. Đây, tôi tìm được con cá sấu đây này, các bạn thấy chưa? Con này sống ở một cái cống nhất, to hơn và dữ tợn hơn. Chiến đấu thôi. Nào, đây rồi, trận chiến này ta đã chờ đợi bao lâu nay. Cái gì đây? Tôi không nhầm thì hình như là không phải một con đâu. Trời ơi, hai con. Không hề, ba con. Không thể nào. Hai con cá sấu và một con cá ăn thịt. Ai chà, không. Mọi người ơi, đây đúng là một thử thách. Nhưng mà nếu vượt qua được cái thử thách này thì tôi khẳng định mình đã mạnh lên vượt trội. Trời ơi, chúng cơ hội quá. Chúng cứ cắn lúc tôi chưa chuẩn bị. Thằng cá ăn thịt kia quá bé các bạn ạ, nhưng mà nó rất tranh thủ nhá. Tôi phải khử nó trước mới được. Thằng này nhờn quá rồi. Nào, sao nào? Nào, cá sấu này, cá sấu này. Đây nhá, sức mạnh của cá mập nó là như thế này này, cá sấu này. Mày mở to mắt ra mà nhìn đi. Một con cá sấu tiếp theo lập tức bơi ra đây xem nào, bước ra đây. Cái này, khoảnh khắc này các bạn biết tôi vừa làm gì không? Tôi thực sự vừa tiêu diệt 3 con cá kẻ thù, trong đó có 2 con cá sấu cùng một lúc. Trời ơi, cùng một lúc đấy. Tôi không nghĩ mình làm được đâu. Cái này, tôi phải đi tìm con người ngay thôi, quá mạnh rồi. Cái hàm của tôi giờ mới đúng nghĩa là hàm cá mập này. Các bạn thấy xem có bóng dáng con người không? Đây cũng là gần thành phố rồi. Sao không thằng nào đi biển nhỉ? Phải đi bơi là thế nào chứ? Chắc mùa này nó cũng hơi lạnh mọi người ạ. Nên là trời ơi, thế này thì săn mồi cái gì nữa, có ai đâu. Tôi chỉ chờ một... Ơ kìa. À, đây nhá, du thuyền. Sang trọng đấy. Tôi tìm thấy một thằng đi du thuyền này các bạn này. Các bạn sẽ được chứng kiến cú đớp mồi chúa tể này xem này, được chưa? Trời ơi, máu me quá, tôi không được rồi, răng tôi sắc quá. Xong ngay một người, tôi thậm chí nhất tôi tiêu hủy luôn con thuyền của nó này, không một dấu vết gì luôn, con người không bao giờ tìm ra được nữa. Thiên thời địa lợi, tôi lại tìm thấy hàng loạt những kẻ xấu số khác. Mỡ dâng miệng mèo rồi, 4 người, 4 con mồi cho một cái bát thế này thì làm sao mà lại không húp được. Xem tôi húp này, cú nhảy cá mập, trời ơi quá đẹp. Thậm chí tôi vừa đặt tên cho chiêu đó là cú nhảy cá mập nhé. Anh em không biết đâu, tôi đã nhận ra là nếu tôi làm thế này, những tên thợ săn cá mập
có tiếng ở thành phố sẽ xuất hiện. Đặc biệt là có những tên nổi tiếng là siêu thợ săn. Đây là danh sách những tên siêu thợ săn. Mấy tên này giỏi hơn những lũ thợ săn bình thường. Nhưng khi tiêu diệt được những cái tên này thì tôi sẽ có những cái khả năng mới. Tôi tàn sát quá rồi, thật ra tôi nghĩ tôi bắt đầu mạnh mẽ hơn cả mẹ của tôi rồi. Mẹ tôi hồi trước toàn ăn cua, ăn ốc, ăn ếch thôi, thi thoảng tấn công con người, nhưng còn tôi thì nhìn này. Xôi, cú nhảy cá mập quá đẹp. Tôi tấn công con người nhiều như cơm bữa. Tôi nghĩ là mình đang trở thành nỗi ác mộng của cái thành phố này rồi. Mọi người không ai dám đi thuyền Mon Men qua đây nữa. Cảm giác mùi của bọn thợ săn, mùi thuốc súng. Đây rồi, chúng đã đến. Những kẻ đi săn tôi, chúng sẽ bắn súng xuống nước để hạ tôi này. Phải bơi thật nhanh, chúng ta phải sử dụng tốc độ để né nó ra. Ôi, nhiều quá, chúng nó bắn liên thanh quá trời ơi. Đà đi, bọn chúng có một đội, chúng ta phải hạ từng con thuyền một. Con đầu tiên này, không được khoan dung, tôi phải thật căng hơn nữa với bọn này, quá nhờn rồi. Nhờn nhờn, chúng mày bắn ai cơ? Định tàn phá biển của bọn cá bọn tao mãi á? Tao sẽ chấm dứt cái việc đó tại đây. Thật ra thì tôi vẫn đang kiểm soát được, nhưng mà một trong những tên siêu thợ săn giỏi nhất đã có mặt ở đây rồi, chính là hắn. Hắn là một siêu thợ săn đã tàn sát rất nhiều cá mập. Để xem nào, hắn sẽ làm gì tôi ngày hôm nay đây. Cầm trên tay là một khẩu shotgun, tôi cảm thấy không ổn rồi. Với khẩu súng này hoàn toàn chỉ cần một viên đạn thôi là sẽ hạ gục được tôi ngay. Đấy, các bạn nhìn thấy những cái đường đỏ kẻ thẳng vào người tôi chính là cái súng ngắm của chúng nó. Và được rồi, anh em bình tĩnh nào. Tôi sẽ xử lý cái thằng siêu thợ săn của thành phố này thằng đầu tiên. Tôi khá là bất ngờ là khi mà thằng này đi săn tôi, nó lại không đem theo một cái loại thuyền nào đặc biệt, mà chỉ là một cái thuyền rất là nhỏ. Tôi hoàn toàn có thể lợi dụng cái sơ hở này để có thể tấn công nó một cách bất ngờ. Đây rồi, tôi tóm được nó rồi này anh em. Đây 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 đây, chính nó đây, tôi lôi nó ra giữa biển này. Và đớp liên tục bằng cái bộ hàm sắc khỏe của tôi. Đây rồi, ok rồi mọi người ơi, mọi thứ đã ổn rồi nhá. Không phải lo lắng gì nữa. Tôi đã hạ gục một trong những tên siêu thợ săn của thành phố rồi. Chỉ còn lại đây là những thằng tép diêu thôi. Ô, thật ra đơn giản hơn tôi nghĩ rất là nhiều. Tôi đang nghĩ là nó khó khăn hơn, nó phải có những cái gì đó đặc biệt chứ nhỉ. Hơn rồi, chúng ta sẽ quay trở về biển cả đã. Từ từ anh em ạ, mình không nên náo động quá, không là chúng ta sẽ gặp rắc rối. Trời thì cũng đã bắt đầu tối rồi, anh em thấy chưa, chiều hoàng hôn buông xuống rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi trở về hang ổ và làm một giấc cho cái gân cốt của tôi nó phục hồi trở lại. Ngày mai chúng ta lại tấn công tiếp. Bởi vì tôi nghe nói là hình như ngày mai ở trên một cái bãi biển là người ta sẽ tổ chức một cái bữa tiệc gì đấy rất là đông người. Và đây chính là cái cơ hội của tôi để có thể ăn ngon mặc đẹp. Ui, thật ra là ăn ngon thôi, không cần mặc đẹp. Nào, bây giờ về ngủ cái đã. Trời ơi, đây là một buổi sáng tuyệt vời. Tôi đã định ra luôn cái bờ biển kia để có thể tấn công mọi người. Thế nhưng mà tôi lại phát hiện ra ở đây có một cái cây cầu như thế này anh em nhá. Đấy, nó được ngăn cách bởi một rào chắn như này. Nhưng mà tôi dễ dàng tôi nhảy qua ngay bởi vì sức bật của tôi bây giờ là rất lớn. Bây giờ người đứng ở trên đấy rất là đông. Thôi tôi thử xem nào, tôi sẽ đánh liều một phát. Úi dồi ôi, không được rồi anh em ơi, cầu cao quá. Đấy, người dân đứng trên đấy mà họ cũng đã phát hiện ra tôi rồi, đây họ có sự cảnh giác. Các bạn từ từ xem nào để tôi tìm cách xem nào. Để chúng ta có thể đi luồn từ cái đường ở phía trên này để có thể lao lên bờ biển hay không. Ôi trời, trời liều đi. Úi trời ơi, khó thở quá, thật sự với anh em luôn là rất là khó thở. Bây giờ đang không thể thở được. Ôi trời ơi, cố lên, không được rồi, khó thở rồi. Rồi, ui may quá. Chúng ta tranh thủ ngoạm luôn một hai thằng ở đây để lấy lại sức phát. Nào, cái bọn này gì đây, đạp vịt ạ. Này thì đạp vịt. Láo thật mọi người ạ, biết là dưới biển có một siêu cá mập như tôi mà lại dám đạp vịt ở đây. Bọn con người này nó phải liều thế nào mới làm thế được chứ, làm sao mà lại dám thế được nhỉ. Ui, đây rồi, một siêu thợ săn thứ hai là một người phụ nữ các bạn ạ. Bà này có vẻ hơi béo nhỉ. Được rồi, để tôi trước khi tấn công bà ta thì chúng ta cứ phải tấn công những con thuyền xung quanh đã. Những tên thợ săn xung quanh cũng là một mối trở ngại rất là đặc biệt. Ôi nhưng mà tôi không đùa đâu, súng của bà này bắn rất là mạnh. Và các bạn có thể để ý máu tôi đang mất đi một nửa rồi. Chỉ với một vài viên đạn thôi đã mất đi một nửa cái máu, tôi đang khá là e ngại. Mình nên có một kế hoạch các bạn ạ. Chúng ta sẽ núp sau những cái bụi cây này và tấn công một cách bất ngờ hơn. Tôi đang chưa nhìn thấy bà ta đâu. Cách bà ta điều khiển những cái con thuyền của bà ta cũng rất là giỏi. Đây rồi. Nào, chúng ta phải nhanh lên nào. Nào, ngay lúc này tấn công. Không được rồi. Mẹ, bà này khỏe quá. Trời ơi, bà ấy bắn cả súng điện, tôi đang bị giật thế này. Bây giờ chúng ta phải làm cách nào để có thể xoay sở được cái tình huống này nhỉ? Tao tin tưởng vào những cú đớp của tao. Thành công rồi. Bà ấy đâu? Từ từ, bà ấy bị văng xuống biển. Đây rồi, đang bơi. Bơi lội đi. Đứng dậy bơi lội tiếp đi. Ok, trời ơi. Đi nào anh em ơi, thành công rồi. Chúng ta vừa hạ gục hai siêu thợ săn trong một buổi. Các bạn quan sát này, đấy, hai siêu thợ săn đã bị tôi lùng rồi. Sau khi hạ gục được những người này thì tôi đã nâng cấp cho mình được cái bộ hàm cá mập một cách kinh khủng hơn. Đấy, bạn thấy chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến cái bờ biển mà tôi bảo là hôm nay họ sẽ tổ chức một cái party ở trên đấy.
Đây nó chính là cái bờ biển này này, anh em nhìn này. Vô cùng đông người, tôi sẵn sàng tôi lao lên cạn tôi ăn luôn. Trời ơi, tôi sợ gì đâu. Này, được chưa? Thậm chí sau khi hạ gục tên siêu thợ săn ban nãy, hàm cá mập của tôi đã được nâng cấp cắn ra điện, anh em nhìn đi. Anh em quan sát kỹ vào anh em mới thấy được cắn ra điện nhá. Đó. Vậy là con người chắc từ nay cũng sợ rồi, không bao giờ dám nhố nhăng với bọn tôi nữa. Và chúng ta sẽ quay trở lại biển thôi, hơi khó thở rồi. Buổi đi săn ngày hôm nay như vậy là quá mỹ mãn, quá thành công. Thôi về thôi, đến lúc này rồi mà nó vẫn còn đuổi tôi nữa thì chịu rồi. Có lẽ là tôi sẽ lại tạm biệt các bạn ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến phiêu lưu lần sau. Và hy vọng là có thể gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất. Tôi đã không đăng video trong 6 ngày vừa qua, và 6 ngày vừa qua là tôi cũng gọi là đi chơi tí. Và bây giờ thì tôi đã quay trở lại rồi. Sắp tới sẽ là Halloween và chúng ta sẽ có một loạt những video rất là kinh dị đấy nha. Rồi, còn bây giờ thì tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye anh em. Hợp cho một loài cá mập như tôi cả. Một con cá mập là phải bơi ở biển, phải rộng lớn, phải vùng vẫy. Thôi được rồi, chúng ta nói mồm quá nhiều, bây giờ chúng ta nên tập trung vào việc đi săn thôi. Muốn trả thù được thì chúng ta phải mạnh lên đúng không? Ủa, đây rồi. Tôi có phát hiện ra một vài con cá nho nhỏ ở đây. Nho nhỏ mà nhiều máu thật, cắn là máu tứa ra. Thật ra món khoái khẩu của tôi ở ngoài là cá chê các bạn ạ, thịt rất tươi và ngọt. Tôi không biết là ở trong này tôi có thể tìm thấy cá chê không. Cá chê rất hay sống ở những khu vực đầm lầy như thế này này. Ủa, đây rồi, làm con rùa. Tuyệt vời quá. Con rùa nho nhỏ, nhai cả mai luôn. Răng cá mập khỏe thật. Ở đây 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 anh em ơi, tôi vừa phát hiện ra cái cơ chế này nhá, là chúng ta có thể thay đổi màu da của chúng ta để trông nhìn nó hổ báo hơn. Đây rồi. Thế này hổ báo quá rồi còn gì nữa. Đây là cá mập hổ các bạn ạ. Với cái màu đỏ đặc trưng và những cái vết vằn ở trên người, thay da đổi thịt vào. Ui, trông mạnh hẳn luôn. Thật ra là kích thước của tôi các bạn nhìn nó cũng chưa được to lắm đây. Các bạn có thể thấy là 1m1. Đây rồi, sức mạnh của cá mập hổ. Có cái con vật nào tiến đến đây? À, con này đòi cắn nhau với tôi này các bạn ơi. Được đấy, mày máu chiến đấy. Chắc lần đầu tiên thấy cá mập còn nhiều bỡ ngỡ. Tiếp tục săn mồi này anh em. Cứ mấy con cá nhỏ nhỏ này chúng ta cứ tuồn vào mồm thôi, chưa biết là cá gì. Nhưng mà hiện tại chúng ta to hơn nó thì chúng ta bắt nạt thôi. Gần như ở trong cái môi trường đầm lầy này thì tôi có thể nói là không có đối thủ anh em ạ. Ui, 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 từ từ nhá. Khá là nhiều những cái con cá gì đó dài dài ở đây, hình như là cá ăn thịt các bạn ạ. Và chúng nó có dấu hiệu của việc đang tiến tới tôi rất đông. Thổi sòng đúng rồi, cả bầy nó đang đuổi tôi này. Trời ơi, căng thẳng vậy các anh dai. Sao phải chạy trốn nhục nhã thế này nhở, trời ơi. Này, tôi là con cá mập cơ mà, vua của biển khơi. Việc gì tôi phải chạy bọn này nhở. Chúng mày, tao cần tát đấy. Nào vào hết đây nào. Chúng mày, chúng mày. Ủa, cũng đông đấy. Nhưng mà tao là cá mập mà. Chúng mày không biết mẹ tao đúng không? Mẹ tao đã từng là con cá mập hung dữ nhất ở cái đại dương này. Chúng mày là cái tuổi gì? Chúng mày nhờn với tao này. Ây da, bọn này cắn cũng đau đấy anh em ạ. Kệ đông ức hiếp kẻ yếu. Được. Đây rồi, thằng thủ lĩnh của chúng nó này, con to nhất. Mày thủ lĩnh với ai? Thủ lĩnh. Này thì thủ lĩnh, cúi đầu trước vua của đại dương đi. Đã nhận ra bài học chưa? À mà chúng nó chết bố rồi, nhận ra bài học kiểu gì nữa nhỉ? Đây này, nhưng mà các bạn xem này, tôi đã bắt đầu học được những cái kỹ năng săn mồi của mẹ tôi rồi nhá. Đấy, chúng ta sẽ bơi từ từ và đớp lên. Ô, anh em thấy quả đấy sát thủ không? Được nhá. Cái đầm lầy này trông nó như thế này. Và các bạn nhìn thấy ở phía xa đằng kia chính là thành phố. Muốn trả thù được con người thì tôi sẽ phải dần tiến tới cái khu vực đấy. Nhất định sẽ đến một ngày tôi trở thành một siêu cá mập và càn vào bên trong thành phố, trả thù tất cả mọi người. Ui, anh em còn nhớ cái lúc tôi bảo mà tôi rất thích ăn món cá chê đúng không? Cá chê là món khoái khẩu của tôi. Đây rồi, thiên đường. Tôi phát hiện ra một thiên đường cá chê ở đây này. Một đàn luôn, nhiều lắm. Phải đến cả vài chục con cá chê cơ. Ôi, ăn chỗ cá chê này nó căng bụng rồi còn gì. Tại sao nhạc lại lên thế nhỉ? Tôi nhìn từ xa. Ui, ui anh ơi. Anh ơi, anh không được rồi cả nhà ơi. Cứu tôi với, trời ơi. Đi chưa? Ui giời, cái thằng này dài như đỉa vậy con. Các bạn ơi, một con cá sấu đầm lầy các bạn ạ. Cá sấu đầm lầy nó kinh khủng lắm. Con cá mập danh con như tôi làm sao mà ăn được. Cái gì đây? Không, con cá này thì được nhá. Con cá này thì được này. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Con này nó chỉ là một con cá ăn thịt bình thường thôi mà. Còn cái con ban nãy cơ, con cá sấu đầm lầy anh em ạ, là một loài có cái bộ hàm rất khỏe. Và những cái con cá mập con như tôi chỉ là món khoái khẩu cho nó thôi. Nhưng mà bởi vì đàn cá chê quá ngon nên là tôi sẽ cố gắng để tôi luồn luồn qua. Nó lại đứng ngay cạnh đàn cá chê mới buồn chứ lại. Đấy, đây rồi, đàn cá chê ngay trước mặt đây rồi. Chúng ta sẽ né con cá sấu ra một chút. Đấy, bơi luồn qua những cái bãi cỏ này. Và sau đó sổ đàn cá chê này thôi. Ui các bạn ơi, nhiều lắm. Toàn cá chê này. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Đây là một thiên đường ẩm thực. Một bữa buffet ngon nhất trong cuộc đời tôi. Ôi giời ơi. Ăn cá chê để hồi máu đã rồi, rồi chuồn thôi.
Sao ở đây làm cá sấu thế nhỉ? Không né được rồi các bạn ơi, phải tấn công thôi. Mày, ui, tôi vừa phản kháng lại quả đẹp mắt phết, nhưng mà chỉ được một quả thôi. Đi nào, đi nào. Let's go, let's go, let's go. Holy shit. Thậm chí ở đây không phải chỉ có một con cá sấu thôi đâu. Tôi cứ nghe nói về những đầm lầy thường chỉ có một con ấy, nhưng mà ở đây rất là nhiều, một đàn các bạn ạ. Ôi, ui giời ơi. May là kỹ năng né của tôi nó cũng thuộc dạng có tiếng trong giang hồ. Các bạn nhá, các bạn ghi nhớ mặt con cá sấu này cho tôi nhá. Các bạn nhớ kỹ cái mặt của nó. Đến một ngày tôi sẽ quay trở lại đây, tôi báo thù nó, tôi thề. Không cần phải đến một ngày đâu, tôi rất là bực mình rồi, tôi sẽ quay lại luôn. Chính con cá sấu này đúng không? Tôi thử sức với nó luôn này. Làm sao? Ui, 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 ui. Không được các bác ơi, không được. Ô, tôi vừa lên cấp 2. À, nếu mà các bạn để ý, các bạn sẽ thấy mỗi khi chúng ta ăn một loài động vật nào đó thì cái thanh ở bên phải này nó sẽ tăng lên một chút. Đấy, và khi nó tăng đầy cái thanh đấy chúng ta sẽ lên cấp. Bây giờ là cấp 2 nên đương nhiên là tôi chưa mạnh là đúng rồi. Con cá sấu mà tôi chứng kiến nó còn tận cấp 8 cơ mà. Thử sức với con cá sấu này phát nữa xem nào. Có cái võ gì nữa không thì dùng nốt ra đi. Còn cái võ đấy nữa cơ à, còn quật đuôi. Nó quật đuôi tôi phát nửa cây máu này thì đỡ sao được. Còn cá sấu nó cứ quật đuôi liên tục thôi. Các bạn có thể thấy là cái quật đuôi giống như là một cái chiêu bài của nó đấy. Thế sao bây giờ chúng ta mà để nó ngoạm vào nó sẽ xoắn người chúng ta này. Đấy 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 đấy, các bạn thấy chưa? Đấy rồi các bạn ơi, tôi đã tìm ra được đường để đi vào trong thành phố rồi. Chúng ta sẽ bơi theo cái đường cống ngầm này. Và cái đường cống ngầm này sẽ dẫn thẳng vào trong thành phố, nơi những bãi biển, những cái cống lớn, mọi người dân đi lại rất là nhiều. Và đó chính là cơ hội để tôi trả thù. Đặc biệt là tôi phải tìm lại cái thằng béo mà đã xiên chết mẹ tôi. Anh em biết tôi tìm thấy cái gì ở đây không? Một cái quán hàng gì đó xây ở trên mặt nước các bạn ạ. Chúng ta đã bắt đầu thấy những biểu hiện của việc có con người ở đây rồi đấy. Mình nên tấn công từ đâu trước nhỉ? Chúng ta luồn luồn xung quanh xem để do thám một tí nhá anh em nhá. Cơ hội trả thù nghìn năm có một, bây giờ mới đến. Nào để xem có ai không nào, có ai ở đây không? Ai? Ra mặt đây. Các bạn ơi, hình như là khu này đã được cảnh báo là có cá sấu và cá mập, cho nên là người dân ở đây người ta di rời hết rồi các bạn ạ. Không có một ai ở đây cả. Tôi cắn phá rồi, tôi làm loạn nãy giờ không thấy ai ra mặt. Vậy là ở đây không có người rồi. Phải tranh thủ ăn thêm vài con cá nữa xem nào. Tiếc thật, cứ nghĩ là hôm nay đã được đổi món rồi, làm tí con người nhưng mà không được. Ồ, gì kia? Đây rồi, thành phố đã hiện ra đây rồi các bạn ơi. Thành phố đã hiện ra trước mắt tôi anh em ơi. Chúng ta chỉ cần bơi thẳng vào thôi. Ở đây có một cây cầu này, chính là cái đường cống ngầm này chứ còn gì nữa. Phá tan nó nào, hủy diệt nào. Con người, ta đến đây. Thật ra có phải nói thật với các bạn là đi ở trong cái đường hầm này hơi tối. Tôi lại là một cái con cá mập hơi sợ ma. Mà không sao cả, chúng ta chỉ cần hướng đến cái mục tiêu trả thù là tôi lại cảm thấy hào hứng. Cái gì đây? Sau cái đường cống ngầm nó lại dẫn tôi ra một chỗ, một cái xác tàu các bạn ạ, rất là lớn. Cho nhiều bạn chưa biết thì tôi hiện tại cũng đã cấp 5 rồi. Và kích thước của tôi đang là 2m. Một con cá mập dài 2m thì các bạn thử đo đi xem biết tôi sẽ dài như thế nào. Đấy các bạn thấy không, thành phố đã ở ngay trước mặt rồi. Bây giờ tôi sẽ bơi thẳng vào đó và tàn phá. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ để dành cho video sau. Anh em hãy đón chờ tập 2 để xem màn trả thù của tôi như thế nào. Và cuộc phiêu lưu của tôi tiếp theo sẽ ra sao. Anh em hãy nhớ lên Facebook tìm GNDTT và bấm vào theo dõi page của tôi để xem được những video của tôi độc quyền ở trên Facebook nhá. Chỉ có trên Facebook thôi, không có ở chỗ khác đâu. Nên là lên bấm theo dõi đi. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Chúng ta sẽ lại gặp lại nhau. Tạm biệt mọi người. See you. Hello các bạn, tôi là GNDTT và đã quay trở lại sau một tuần. Bỗng dưng tôi biến mất. Thậm chí là cái con cá mập mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nó còn biến mất lâu hơn. Nhưng hôm nay tôi đã đem nó trở về rồi đây. Và như series cá mập lần trước thì các bạn cũng thấy rằng tôi chỉ là một con cá mập hổ. Nhưng ngày hôm nay tôi đã phát hiện ra một công thức giúp tôi có thể tiến hóa trở thành một con cá mập điện. Một con cá mập đột biến gen, mang trong mình sức mạnh của nguồn điện kinh hồn. Và làm sao tôi có thể làm điều đấy ư? Các bạn hãy cùng theo dõi nhá. Quan trọng là hãy kéo xuống video này, bấm nút đăng ký kênh và bấm thích video này để giúp tôi có thể lên được 750.000 người đăng ký nào. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thành phố thì vẫn đang bộn bề ở ngoài kia, mọi người vẫn đang sinh hoạt, và con cá mập như tôi vẫn đang chờ đợi cái khoảnh khắc để được tấn công, để được tàn phá mọi thứ. Nào anh em, chúng ta hãy cùng lên đường phi thẳng vào thành phố thôi. Let's go. Bây giờ cái kế hoạch của chúng ta ấy, như tôi nhận định thấy là ở trong cái thành phố này có một tên thợ săn sử dụng điện để có thể đánh bắt các loại cá. Và khi chúng ta có thể hạ gục được cái tên thợ săn này thì chúng ta có thể nhận được cái khả năng điện đó ở trên người của con cá mập này. Chúng ta sẽ có những cái cú cắn mang dòng điện thế rất là cao, cũng như là những cái vây của chúng ta cũng đều được tích điện.
Từ đó giúp con cá mập có thể hóa được thành một cái luồng điện để di chuyển với vận tốc cực nhanh. Anh em hiểu không? Tôi biết là anh em cũng đang không hiểu gì nhưng mà... Đây này, từ đây tấn công vào thành phố ấy, tôi nhận ra rồi là chúng ta sẽ gặp rất nhiều những cái bãi biển đông người. Khi mà tàn sát những cái con người ở trên cái bãi biển đấy thì tự khắc bọn thợ săn nó sẽ phải đến, anh em hiểu không? Này, tôi lại còn nghĩ ra một cái kế hoạch nữa nhá. Là bởi vì cái bọn thợ săn này vào buổi tối cái tầm nhìn của họ rất là kém, nên là tôi sẽ cố tình tấn công vào buổi đêm, thì chúng ta có thể giảm tầm nhìn của bọn thợ săn lại và từ đó lần lượt hạ gục từng thằng bên phe chúng nó, các bạn hiểu không? Kế hoạch là như vậy. Ui, ở đây có một thằng cá sấu có vẻ khá là ngông nghênh này, đang tỏ ra là nghênh chiến với tôi. Ok luôn. Vào luôn bạn ơi, tầm này tôi sợ gì đâu. Tôi sẽ cho các bạn nhìn cái sự kết hợp của tôi với những cú cắn cộng với những cú quật đuôi sẽ làm cho con cá sấu này bị choáng váng, và từ đó chúng ta sẽ lao vào cắn bởi những cái cú cắn trời giáng. Các bạn thấy không? Sức cắn của một con cá mập hổ, chưa kể lại còn là tôi nữa, thì con cá sấu phải đỡ thế nào được. Này các bạn nhìn này. Đấy, con cá sấu ngửa bụng lên trời rồi. Tầm này chỉ có làm mồi cho tôi thôi chứ còn cái gì nữa. Đây rồi, tôi đã thấy một bãi người ở đây. Và khi mà chúng ta cắn xé cái bãi người này, đội cảnh vệ sẽ tới. Kẻ xấu số đầu tiên. Ủa các bạn nhìn máu loang ra biển này, đáng sợ. Họ di chuyển cả bằng tàu nữa mọi người ạ, và những cái con thuyền nhỏ. Đương nhiên là không thể cản được cái bộ hàm cá mập của tôi. Các bạn thấy những tiếng la hét chưa ạ? Các bạn thấy đáng sợ chưa ạ? Các bạn nhìn cú đớp từ trên không này. Đấy, ngoạn mục. Như vậy vẫn là chưa đủ, tôi lại tiếp tục tấn công hai người đàn ông đang đi du thuyền thư giãn một chút trên biển. Đây này, phía trước là một con du thuyền rất là to. Tôi cảm thấy như gia đình này có vẻ giàu có. Các bạn sẽ được nhìn một cảnh ngoạn mục nhất từ trước đến giờ mà các bạn từng được nhìn này. Let's go. Trời ơi, hú hét đi. Tôi là siêu cá mập. Với các bạn nào mà đang đặt câu hỏi là tại sao tôi lại làm như vậy, thì các bạn hãy xem lại tập 1 nhá. Không phải tự nhiên mà tôi làm thế đâu, không phải tự nhiên mà tôi muốn tấn công mọi người, mà là bởi vì ở ngay từ tập 1, con người đã săn bắt và tàn phá môi trường của cá mập, cũng như là đã sát hại mẹ của tôi. Tôi may mắn đã thoát chết, bởi vậy nên tôi mới tìm cách để trả thù, chứ không phải bỗng dưng mà tôi lại muốn gây thù chuốc oán với con người để làm gì cả. Này, tôi phát hiện ra ở đây có một hòn đảo nhỏ, và mọi người có vẻ như đang tổ chức sinh hoạt ở đây. Nếu tấn công bất ngờ thì sẽ tuyệt vời lắm anh em ơi. Siêu cá mập đến đây. I'm coming. Oh my god. Những miếng mồi béo bở. Theo nghĩa đen các bạn ạ, bởi vì những cái người ở đây đúng trông béo thật. Không biết là họ đã ăn cái gì. Thật ra thì thịt của họ hơi mỡ. Tôi ăn cảm thấy nó cũng hơi ngấy. Nhưng mà không sao. Vâng, đây rồi. Chính là cái khu vực hòn đảo này. Nhưng mà bởi vì tôi là cá mập nên là tôi lên đây có vẻ là hơi khó thở một chút. Thật ra là khó thở nhiều chút. Nhưng mà mỗi lần nhảy lên như này tôi lại khoắng được mấy người xuống ấy các bạn ạ. Và phải công nhận là giải trí thật sự. Mỗi lần mà tôi căng thẳng hay mệt mỏi là tôi đi tôi vùng vẫy ở cái vùng biển này, là tôi cảm thấy nó giảm hết áp lực. Này, thằng này rất là khôn này các bạn, nó trèo lên một cái cây cầu cao, và từ đó có thể ngăn chặn được cái việc tôi tấn công nó bởi tôi nhảy không tới. Được rồi, tôi nghĩ như vậy là đủ rồi. Tôi tàn phá cả một hòn đảo như thế này thì chắc chắn là đội thợ săn sẽ đến sớm thôi. Và chúng ta sẽ phục kích chúng nó vào buổi chiều tối, khi mà tầm nhìn của chúng nó đã bị hạn hẹp. Đây rồi, đội thợ săn đã tới anh em ạ. Nhưng mà đừng vội tấn công anh em nhé. Hơi lùi xuống một tí. Chờ đợi đi, chúng ta chờ đợi đến buổi chiều tối. Lúc đó tấn công chúng nó trở tay không kịp. Thật ra là tôi cũng đang hơi đói, nên là tôi sẽ ngoảnh lại và đớp lấy một thằng ăn tạm, gọi là bữa ăn nhẹ, anh em hiểu không? Đây rồi, thiên thời địa lợi. Màn đêm đã bắt đầu xuất hiện. Mặt trời đã dần buông xuống. Và giờ thì sao nào, những kẻ đã bắn tao. Các bạn không hề biết đâu, kẻ địch sử dụng những cái loại súng bắn liên tục, và thậm chí có cả những khẩu súng shotgun với cái lượng sát thương cực kỳ lớn ở cự ly gần. Nên là mỗi lần tôi vồ lên, tôi phải vô cùng nhanh chóng, không để tiếp cận chúng nó quá lâu. Nhưng mà cái tên thợ săn mạnh nhất, cái tên mà sử dụng điện để tấn công các loài cá vẫn chưa xuất hiện mọi người ơi. Phải hạ gục được tên đấy thì tôi mới có khả năng trở thành một con cá mập đột biến, mang sức mạnh của dòng điện. Ây à, thật ra thì cũng không thể nào mà coi thường được với những cái đường đạn này. Khá đau. Tôi vẫn chỉ là một con cá mập bình thường thôi. Nhưng mà bọn này cứ chờ đợi đi, lát nữa để xem ai mạnh hơn ai. Đây rồi, chính là tên đấy. Nó đến rồi anh em ơi, thằng này này. Mày chết với tao, mày chết với tao. Tao chỉ chờ đợi mày thôi. Phải vô cùng cẩn thận mọi người ơi. Thằng này nó cầm theo một khẩu súng cũng rất là mạnh nữa. Và khi bơi gần thì thằng đó nó sẽ ném thuốc nổ xuống, cộng với cả việc sử dụng súng bắn điện. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó bắt đầu sử dụng súng bắn điện và ném thuốc nổ đấy. Cũng may là tôi đã nâng cấp rất nhiều vào cái phần đuôi của tôi,
khiến cho cái việc rẽ nước cực kỳ nhanh chóng và tốc độ bơi của chúng ta đạt đến mức thượng thừa anh em ạ. Súng đạn bắn không bao giờ theo kịp được. Thật ra là có theo kịp được anh em ạ, nó bắn sắp chết tôi rồi đấy này. Khá may mắn là ở cái vùng nước này lại xuất hiện nhiều những con cá trê. Và những con cá trê này khi tôi ăn chúng tôi được hồi rất nhiều máu. Ông trời đã giúp tôi một chút. Được rồi, đã hồi lại được một lượng máu khá ổn. Đến lúc rồi, tôi phải thật là bình tĩnh và căn một cú nhảy siêu chuẩn để có thể vồ được cái thằng ấy xuống biển. Chỉ cần cái mồm tôi ngoạm được vào người nó kéo xuống thôi, thằng ấy chắc chắn sẽ bị chúng ta hạ gục. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. À, trượt rồi. Tôi lại vồ nhầm một thằng thợ săn khác. Làm lại nào. Đây rồi. Được rồi anh em ơi. Tôi vừa nuốt trọn thằng ấy vào bụng rồi. Thậm chí là nhanh quá khéo các bạn không nhìn thấy gì đúng không. Ủa, tôi cũng còn phải bất ngờ với cú ra đòn đấy của tôi anh em ạ. Chúng ta vừa hạ gục được một thằng sử dụng điện. Và bây giờ chúng ta sẽ về căn cứ để có thể nâng cấp lên cái khả năng này nào. Bỏ chạy thôi, bây giờ chúng ta không ở lại đây để đối đầu với mấy cái thằng thợ săn này làm gì nữa. Đã hoàn thành mục tiêu của chúng ta rồi, về căn cứ thôi. Đấy, các bạn sẽ thấy là tôi sẽ lắp thêm cái vây cá mập này, là một thứ giúp chúng ta có thể chuyển hóa dòng điện vào trong cơ thể. Nghe sẽ rất là khó tin phải không? Đấy, tôi sẽ biểu diễn cho anh em xem. Khi chúng ta di chuyển, nó sẽ là như thế này này anh em. Thấy chưa? Cả người chúng ta mỗi khi lặn xuống hoặc nhảy lên sẽ chuyển hóa thành một dòng điện. Và những cú cắn của chúng ta cũng có điện nữa. Tôi sẽ cho anh em nhìn này. Rồi, được chưa? Ôi, không còn là một con cá mập bình thường nữa rồi. Thậm chí nhá, sắp tới là tôi nghĩ là chúng ta còn có thể tiến hóa lên những cái dạng mạnh hơn rất nhiều. Khéo còn có cánh bay như rồng, chứ còn đừng nói gì là cá mập bơi dưới nước nữa. Tôi cũng sẽ nâng cấp lên những con cá mập mà có gắn hệ thống acid, cũng như là những con cá mập có thể bắn ra những tia phân hủy sự sống, càn quét hết cả thành phố này. Thành phố này giờ sao cản tôi được nữa. Đi kiểm tra một chút sức mạnh này anh em. Anh em xem này, ở đây có một con thuyền này, nhìn này. Úi xời ơi, siêu cá mập điện. Được quá. Ồ, tôi nhìn thấy có một cây cầu ngăn cách giữa con sông và thành phố. Nếu nhảy qua cây cầu này, chúng ta có thể đi sâu vào trong thành phố nữa. Đúng là như vậy. Chúng ta đã đến một khu vực mới. Và đâm sâu ở bên trong kia sẽ cho chúng ta nhiều sức mạnh hơn. Hãy tưởng tượng đến một ngày chúng ta lao lên đường phố và cắn xé mọi thứ đi. Hãy nhìn cách tôi di chuyển này. Ui xời, ui xời. Đáng sợ. Khoan, cái gì đấy? Một con cá mập khác. Thử thách đầu tiên. Trời luôn. Một con cá mập bình thường, mày thực sự nghĩ là mày ăn được tao sao? Sức mạnh của dòng điện. Đỡ những cái này đi, đỡ những cú quật đuôi này đi. Và tốc độ ra đòn nhanh như tia chớp. Sấm chớp chuyển hướng. Sao lại sấm chớp chuyển hướng, là tôi vừa đọc cái gì đấy? Come on, come on. Mày có bao nhiêu đó thôi hả? Lôi tất cả những gì khả năng mày có ra đi. Hay mày chỉ là một con cá mập bình thường? Ui xời. Bạn ơi, tôi đột biến rồi bạn ơi. Thế nhá, tôi vừa sâu xé con cá mập với các bạn ạ. Và chúng ta tiếp tục bơi vào bên trong thành phố xem nào. Càng ngày càng tiếp cận gần với con người rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ dừng ở đây. Và anh em muốn xem đột biến như thế nào thì hãy theo dõi ở tập sau. Tôi là GNDTT, trong vai một con cá mập, một siêu cá mập sát thủ. Nhớ bấm thích video và bấm đăng ký kênh đấy. Tạm biệt mọi người.